Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Lào sập bẫy nợ Trung Quốc, cả nước túng quẫn. Việc chính quyền Viên Chăn đang chuẩn bị nhượng lại cho công ty China Power của Trung Quốc quyền kiểm soát phần lớn hệ thống điện quốc gia từ đầu tháng 9 vừa qua đánh dấu việc Lào chính thức gia nhập vào nhóm các nạn nhân của bẫy nợ Trung Quốc trong mạng lưới một vành đai, một con đường. Truyền thông quốc tế cho biết dự trữ ngoại hối của Lào đã rơi xuống mức ở dưới 1 tỷ đô la, thấp hơn tổng số các khoản nợ phải chi trả hàng năm, đẩy nước này vào tình trạng sắp bị vỡ nợ. Đây là hình ảnh quảng cáo tuyến đường xe lửa cao tốc trị giá 6 tỷ đô la do Trung Quốc xây dựng phục vụ dự án con đường tơ lụa mới. Để tránh bị phá sản, Bộ Tài chính của Lào đã yêu cầu chủ nợ một số là Trung Quốc đã cấu trúc lại các khoản nợ này. Lào đã vay mượn rất nhiều để đầu tư vào xây dựng các con đập thủy điện trên sông Mekong và vào tuyến đường xe lửa cao tốc trị giá tới 6 tỷ đô la, một trục chính trong con đường tơ lụa mới nhằm nối liền giữa Vân Nam, tỉnh phía Nam của Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á trên lục địa. Khoảng 60% chi phí cho tuyến đường này là tiền vay mượn từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Số tiền còn lại là một trong số công ty nhà nước Lào liên doanh với 3 công ty nhà nước Trung Quốc đảm trách, nhưng công ty Lào chỉ nắm có 30% phần hùn vốn mà thôi. Để chi cho dự án này, chính phủ Lào đã bỏ ra 250 triệu đô la lấy từ ngân sách quốc gia và vay thêm 480 triệu đô la của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Thế nhưng, chính phủ Lào hiện nay đã có dấu hiệu không thể gánh vác nổi khoản trợ vay nói trên và đang tìm cách bán tài sản quốc gia để không bị coi là vỡ nợ. Vào ngày 2 tháng 9, hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin ca ngợi việc Lào sẽ nhượng phần lớn quyền kiểm soát hệ thống điện quốc gia của mình cho Trung Quốc. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Hầm mỏ Lào. Truyền thông Trung Quốc cho rằng thỏa thuận đó đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc tăng cường hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa Lào và Trung Quốc trong ngành điện và năng lượng. Tân Hoa Xã còn trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Hầm mỏ Lào Kham Maini cho rằng hợp tác với Trung Quốc với kinh nghiệm và công nghệ và nhân sự sẽ mang lại một triển vọng mới cho ngành công nghiệp năng lượng của Lào. Thế nhưng, chuyên gia kỳ cựu về Đông Nam Á Betty Liner thì cho rằng thỏa thuận này chỉ mang lại lợi ích cho Trung Quốc. Trung Quốc sẽ gia tăng được các thế lực trong khu vực bởi phần lớn điện do Lào sản xuất hiện nay là để xuất khẩu, không chỉ sang Trung Quốc mà còn sang các nước láng giềng như Thái Lan và Việt Nam. Và việc Trung Quốc nắm được ngành điện lực của Lào có nghĩa là Bắc Kinh gián tiếp có được đòn bẩy thương mại và chiến lược để gây sức ép với hai nước láng giềng này. Điều oái oăm thay tác giả ghi nhận là Lào đã vay nợ của Trung Quốc đến mức không thể trả nổi, phải gán cả tài sản của mình để trả nợ. Đối với Betty Liner, việc Trung Quốc tiếp quản ngành điện của Lào thay cho việc trả nợ là ví dụ điển hình của các nước trong khu vực thấy rõ nguy cơ bị sập vào bẫy nợ con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Một vài nước trong vùng cũng yếu như Lào sẽ gặp khó khăn trong việc chống lại áp lực của Trung Quốc để bảo vệ nền độc lập về tài chính và kinh tế của mình. Cách đây hơn một năm, đặc sứ Liên Hợp Quốc về nhân quyền và nạn nghèo khó Philip Aston đã khuyến cáo Lào nên bất tập trung vào các dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc để lo cho trẻ con và dân nghèo. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Chủ tịch nước Lào khi ông đến thăm dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu với tư cách là nguyên thủ các nước khách mời vào ngày 2 tháng 9 năm 2016. Sau chuyến công tác kéo dài 11 ngày từ 18 cho đến 28 tháng 3 năm 2019 tại thủ đô Viên Chăn và các tỉnh của Lào, nơi đã xảy ra tai nạn vỡ đập vào hồi năm 2018, tiếp xúc thu thập thông tin với chính quyền mọi cấp, công nhân, nông dân và người buôn bán. Đặc sứ Liên Hợp Quốc nhận định những đập thủy điện khổng lồ, những tài nguyên thiên nhiên nhượng cho Trung Quốc khai thác trong dự án con đường tơ lụa mới chỉ được tạo rất ít công ăn việc làm cho người dân Lào, nhưng làm cho đất nước Lào mang nợ chồng chất. Đánh giá kinh tế Lào có tăng trưởng, đặc sứ Philip Aston chỉ trích chính phủ Lào chỉ chạy theo con số mà không tập trung cải thiện đời sống người dân. Ít nhất 40% lãnh thổ quốc gia nằm trong kế hoạch sang nhượng phục vụ cho các dự án đầu tư hạ tầng vào đập thủy điện, đường xe lửa, có hệ quả là nhà cửa, đất đai của người dân đã bị cưỡng chế. Tại một nước mà có đến 80% dân số sống dưới mức 2,5 đô la mỗi ngày, tỷ lệ trẻ em thiếu cân lên đến 20%, 1 trên 10 suy dinh dưỡng. Đặc sứ Liên Hợp Quốc đặc biệt lưu ý tình trạng phụ nữ Lào bị xem nhẹ, không có quyền lựa chọn cuộc sống và tương lai. Và Lào cũng là một đất nước đi theo chủ nghĩa cộng sản. Thành phần dân tộc thiểu số chiếm 50% dân số còn bất hạnh hơn. Thu nhập của bộ phận dân cư này rất thấp, con cái ít có cơ hội đi học, không được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau.
đặc sứ Liên Hợp Quốc kêu gọi chính quyền Lào nên tập trung lợi nhuận, kinh tế, phục vụ, ích lợi cho bản thân người Lào. Và nhìn về Việt Nam, việc Việt Nam sập bẫy nợ của Trung Quốc chỉ còn là vấn đề về thời gian, bởi từ nhiều năm nay Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ các dự án đầu tư của Trung Quốc mà không tìm được giải pháp khắc phục. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm 2015. Tháng 8 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nợ Trung Quốc. Theo báo cáo này, vốn gọi là ưu đãi của Trung Quốc cho Việt Nam thật ra cũng tương tự các khoản vay tín dụng xuất khẩu, tức là các khoản vay đó có điều kiện chỉ định thầu cho các nhà doanh nghiệp Trung Quốc và có điều kiện vay kém ưu đãi hơn hẳn so với ODA của các nhà tài trợ khác tại Việt Nam. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết vốn vay Trung Quốc có lãi suất là 3% một năm, cao hơn vốn vay của Nhật Bản từ 0,4 đến 1,2%, của Hàn Quốc từ 0 cho đến 2% hoặc Ấn Độ 1,75%. Chưa kể phí cam kết 0,5% và phí quản lý 0,5%. Thời hạn vay vốn của Trung Quốc là 15 năm và thời gian ân hạn là 5 năm. Cả hai đều thấp hơn so với các nhà tài trợ khác. Các khoản vay tín dụng ưu đãi của Trung Quốc được cấp qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Báo cáo trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặc biệt nhấn mạnh một số dự án sử dụng vốn vay nhà thầu thiết bị Trung Quốc thường xuyên chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, tăng tổng mức đầu tư và ảnh hưởng hiệu quả đầu tư. Có rất nhiều những dự án do Trung Quốc làm chủ thầu cùng một số nhà phân phối đã đội vốn, chậm trễ như nhà máy đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 6.000 tỷ đồng, đội vốn lên 10.000 tỷ đồng, vốn vay chủ yếu từ Ngân hàng Trung Quốc, nhà thầu Hoàn Cầu Trung Quốc. Sau 16 lần đàm phán với nhà thầu Trung Quốc, nhiều bất đồng vẫn chưa được giải quyết. Dự án nhà máy đạm Hà Bắc do Vinachem làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 6.000 tỷ đồng, đội vốn lên hơn 10.000 tỷ đồng và lỗ 1.700 tỷ đồng. Dự án chưa được quyết toán với nhà thầu EPC do chưa xác định được giá trị quyết toán hợp đồng. Dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên được triển khai từ năm 2007, nhà thầu EPC là Tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc. Từ đó đến nay, nhà thầu này không thực hiện thi công. Tiến sĩ Nguyễn Cao Nga đã phân tích nguyên nhân vì sao các dự án của Trung Quốc làm chủ thầu thường bị đội vốn và thua lỗ như sau. Những dự án của Trung Quốc như thế thường là những dự án phát giá rất thấp, nhưng nửa chừng thì họ nâng giá lên rất cao, hết kiểu này đến kiểu kia. Tất cả các dự án đều như vậy. Nó đút lót rất nhiều để thắng thầu và cho giá thấp để củng cố việc thắng được thầu. Nhưng hợp đồng luôn luôn để những kẽ hở và từ đó tìm mọi cách để nâng giá lên, đội vốn lên rất là nhiều. Khi đội vốn lên như thế thì tiền đút lót nó chi ra không vào dự án nên trang thiết bị kém, đội vốn cao thì lỗ. Tiến sĩ Nguyễn Cao Nga còn nhận định các chủ đầu tư và cơ quan chức năng Việt Nam là những kẻ phạm tội. Họ là những tội đồ, họ cấu kết với các nhà thầu Trung Quốc vì những dự án này. Không phải họ ngu mà không biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào hay, cái nào dở. Họ biết cả đấy nhưng vì họ ăn tiền rồi họ lại được lệnh từ trên xuống chỉ định như vậy. Đại diện tiêu biểu cho dự án đầu tư không hiệu quả từ Trung Quốc tại Việt Nam là đường sắt cao tốc Cát Linh - Hà Đông. Sau một thập kỷ khởi công thì đang ở tình trạng phá đi không được mà để lại cũng không xong. Đến mức người dân gọi nó là biểu tượng ngàn đời ô nhục của cái gọi là tình bạn bốn tốt 16 chữ vàng. Đây là hình ảnh đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Cát Linh - Hà Đông còn có tên gọi là đường tuyến 2A là một trong 8 tuyến đường sắt trên cao của hệ thống đường sắt đô thị thuộc thành phố Hà Nội được khởi công đầu tiên. Chính thức được thực hiện từ tháng 11 năm 2011 với kinh phí ban đầu 552 triệu đô la tiền vay ODA của Trung Quốc với chiều dài chính xác là 13,1 km. Dự kiến hoàn thành từ tháng 6 năm 2015, nhưng công trình đã đội vốn lần lượt lên tới gần 900 triệu đô la và đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Bộ Giao thông và Vận tải báo cáo là đã xong 99%, nhưng tàu chưa lăn bánh, 1% còn lại cũng rất quan trọng. Công trình thế kỷ này vẫn nằm trong bất động, chứng kiến thời tiết bốn mùa đặc trưng của Hà Nội. Với 552 triệu đô la tiền vay ODA của Trung Quốc để thực hiện dự án Cát Linh - Hà Đông với lãi suất vay thương mại ưu đãi trung bình 3% một năm. Nhiều chuyên gia cho rằng mỗi năm phía Việt Nam phải trả khoảng 240 tỷ đồng tiền lãi, tức là tương đương 600 triệu đồng mỗi ngày. Còn với khoản lãi vay tăng thêm do bị đội giá, phía Việt Nam phải trả nợ trong vòng 9 năm cho ngân hàng Trung Quốc, được tính từ tháng 1 năm 2016 cho đến ngày 15 tháng 11 năm 2025. Cộng cả hai khoản vay, mặc dù dự án chưa hoàn thành, nhưng mỗi ngày phía Việt Nam đang phải trả cho Trung Quốc cả lãi lẫn gốc khoảng 2,4 tỷ đồng. Nhưng vấn đề ở chỗ công trình cho đến nay vẫn không có chứng nhận kiểm định nên không thể vận hành thương mại. Khi vay vốn, chính phủ Việt Nam đã buộc phải chấp nhận cho Trung Quốc
chỉ định đơn vị thi công là tập đoàn Cục Đường Sắt 6 của Trung Quốc, một đơn vị cũng chưa từng thi công đường sắt. Ông Phạm Nhật Bình nhận định, sở dĩ Trung Quốc cho vay tiền dễ dàng chính là để cho công ty tập đoàn Cục 6 Đường Sắt Trung Quốc học kinh nghiệm xây dựng đường sắt trên cao. Nói cách khác đi, Cát Linh Hà Đông chính là vật thí nghiệm của công ty Trung Quốc, đồng thời biến Việt Nam thành con nợ khổng lồ. Và vì lý do an toàn, nhân dân ta không nên sử dụng đường sắt Cát Linh Hà Đông, mà cứ để đó ngắm nhìn những biểu tượng tình hữu nghị Việt Trung thì hay hơn, ông nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2020 với bản tin Lào sập bẫy nợ Trung Quốc, cả nước túng quẫn. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.